Clip này mình hướng dẫn các bạn tán cao su nồi nha các bạn, tất cả loại nồi luôn. Bây giờ phổ thông là bây giờ mình có cái nồi Exeter, mình hướng dẫn các bạn tán. Thì công cụ chúng ta cần tán là một cây búa nhỏ như vậy, một cây đục, cái đục bầu bầu nhọn nhọn như vậy, một cây đục thép bằng như vậy, một cái đục đinh để đục những cái đinh này nè. Cái độ, cái đường kính này là khoảng, trụ này khoảng 4 ly nha các bạn, nhớ 4 ly, và dài khoảng 2 cm. 6 cây đinh để tán nồi, đinh tán nồi là những cái này nè đó, và một bộ cao su nồi Exeter đó. Rồi, để tán như vậy chúng ta cần một cái bàn máy khoan nữa, và hoặc một máy bót tùy các bạn, và một cái cục sắt nó có cái hình trụ như vậy, và nó có phải có cái độ lõm để nhét cái đít này nè, đít này nó bị kẹt ngay đít này nè đó, để cho nó lọt xuống nó như vậy đó. Còn cái cây đưa lên chỉ có giữ lại thôi, giữ lại cho không, nó không có chạy lúc mà chúng ta đóng nó vậy thôi, tùy các bạn chế. Rồi chúng ta bắt đầu lên khoan các bạn, lấy cái đinh nha. Quên, cần nói thêm cái mũi khoan 6 ly nữa các bạn. Mũi khoan 5 ly rưỡi đến 6 ly nữa. Đó, dụng cụ là xong hết rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ lên máy khoan để tán lấy những cái đinh này ra nha. Mũi khoan 6 ly gắn lên nha. Mũi khoan tốt nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ lên máy nè. Rồi. Anh nghe tâm nè, lấy tâm nè, nghe không, lấy tâm đó. Rồi xong, ta lấy dít nó dướng ở đó không, lấy nãy ra, nghe không. Rồi xong tiếp nè, giữ chắc cái nồi nè, đừng để nó quay nè, ngay tâm nè, cái này tâm nè, thấy không, hay quay được rõ không, ngay tâm nè, thấy không, nhấp đó, thấy không. Đó, ngay tâm nè, thấy không. Ngay tâm này, giữ chắc cái nồi, rồi lại canh ngay tâm, đúng không? Lấy ngay tâm nè, tâm nè, nhấp ngay tâm cái đấy đó, thấy không. Rồi đó, thấy không, đó là lấy cái đinh ra. Giờ bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là đóng chốt ra ngoài nha các bạn. Rồi dừng lại. Rồi tiếp tục lấy đinh ra, tách cái nhôm nha các bạn. Đầu tiên chúng ta cần nè, cái cây dùi nè, để đập vô một cái búa nữa. Đó. Rồi. Xong.
cái này á, thì chúng ta cần cái đầu này chừng xuống chừng 4 ly các bạn, 4 ly. Rồi chúng ta để nè, đặt đây nè, cao cao lên xíu. Rồi chúng ta lấy búa đóng xuống, không thấy cái tay. Nè, cái thằng dài nè. Các bạn thấy không? Đó. Cái này nè, đóng xuống. Thấy không? Đó, cỡ 4 ly nha cái mũi đó. Đó, tiếp này nè. Cái búa nhỏ mà. Cái này nè. Đó, không phải không? Rồi, xong rồi chúng ta có thể tắt lên nè. Đó. Thấy không? Phần còn lại nó đóng cho xuống hết luôn, nó còn nó không này tách được cái hoa mai rồi, đóng cho xuống hết luôn đi. Mua nhỏ không phải đây mua nhỏ. Đó. Rồi, nó còn chút xíu chúng ta có đóng nó qua hết luôn cũng được. Tại vì cái mũi này nó hơi bự bự, cái phần này mình đóng qua sát cũng được, sợ nó quát những khúc này nè các bạn. Không có tốt. Rồi. Ok, nó qua hết rồi không? Đó, lấy cái đinh này ra. Ok. Xong. Bây giờ có phần là chúng ta lấy những cái cao su cũ ra hết. Nãy các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta có những bộ cao su mới Exeter. Rồi lấy ra. Có những cái này hết đây. Rồi, bây giờ nó mới khui ra nè. Đây có 6 miếng cao su các bạn thấy không, thấy không bạn, thấy có 3 miếng nó khép sát không, thấy không, 3 miếng thì nó hở rộng không, 1, 2, 3 hở rộng nè, còn mấy này khép sát ở cái mép vô không, à, hở rộng nè, khép sát nè không. Bây giờ chúng ta ship nó đối chéo nhau mấy miếng khép sát nè, đó bỏ vô nè, ship lại đây như vậy, ship lại khoan ngoài chéo vậy nè, đó xong chúng ta hãy chùi là hết, dùng một cái khăn sạch chùi những ba vớ để hết, chùi hết rồi chùi cái hoa mai luôn, rồi đóng ấp lên như vậy, đinh
chúng ta đình cần đinh mới đó, để chéo nhau trước, đóng lần hai con trước, lực vào rồi này, cố định giữ lại cho nó không chạy nồi. Ok, rồi ta đóng nè, dùng cái đục bằng nè, một cái búa đóng nó xuống, xác nó thấy vỏ vỏ xuống, đừng thấy dài quá. Xong rồi chúng ta có thể đập dẹp nó qua một bên, dùng cái búa đục nhọn nữa không, đập cho nó bè ra, sát sát xíu cho thấy cái đục nó bè xuống, thấy không, đó cho nó bẹt bẹt ra sát xíu. Rồi đây ok, cho nó dẹp như vậy đó, thấy không, tiếp tục chúng ta gỡ cái này ra, cố định cái này, giữ cố định cái nồi đừng chạy thôi. Lật lại mấy cái này là tùy cái đinh ở dưới đây á, nó bể mình khi mình đóng mình kia đối diện tiếp. Rồi lật lại tiếp, giữ cố định lại cho không cho nó chạy. Ok, đóng nè, mày sát không? Đó, để thôi, thấy không? Rồi, đây luôn, thấy không? Thấy không? Cho thấy. Rồi. Tiếp tục dùng đục nhọn, đục tròn như vậy đập cho nó bẹt nó sắc nha. Cho nó bằng thẳng cái mặt này luôn, đó thấy không? Ok, này cũng vậy. Ok. Xong, chúng ta chỉ còn hai cái thôi. Nhớ cho bạn này luôn, bạn sát sát luôn cho nó giữ cố định, nó không lắc cái đinh, giữ cao su cứng lâu dài bền. Nhớ thì lật lại như dịch giữ này nè, đó lật lại. Ok, để tiếp, thấy không? Đó, để sát sát mà thấy rõ. Ờ, gá lại, cho gá lại cái này, cho nó giữ chắc cú xíu. Ok, đó là chúng ta đã xong, hoàn thành xong cái gọi là hướng dẫn tán cái xu nồi cho bạn á, bạn tự tán nha, đó tán bể ra mua nồi khác các bạn.
Rồi. Cứng hả bạn? Đó không? Ok. Không bị rơ, không bị lắc. Đá số nó bắt hơn. Nồi sẽ bắt hơn. Bớt giọng hơn. Đúng không bạn? Rồi, chắc chắn cái nồi đúng không? Đó. Rồi. Các bạn muốn liên hệ mình thì dòm góc thông tin ở góc trái màn hình các bạn. Mình để chữ trắng vào Facebook của mình á. Số điện thoại mình. Rồi. Cần làm xe hay là mua đồ liên hệ mình.